Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với True Smart Media. Và ngày hôm nay thì bản cập nhật iOS 11 chính thức đã được ra mắt. Và chúng ta hiện tại thì có thể cập nhật bản iOS ngay trên thiết bị của chúng ta. Đây các bạn có thể thấy iOS 11. Bây giờ thì tôi sẽ tiến hành tải về và cài đặt trên chiếc iPhone của tôi. Sau đó thì chúng ta sẽ cùng nhau đi trải nghiệm những cái sự thay đổi mới của bản iOS 11 nhé. Dưới đây là những thiết bị mà chúng ta có thể cập nhật được lên bản iOS mới nhất bây giờ. Hoàn tất quá trình cập nhật và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi trải nghiệm iOS 11. Ngay từ khi bắt đầu mở khóa đây, các bạn có thể thấy là những cái hình phím số, hình chữ này được làm to hơn rất là nhiều, trông cũng khá là đẹp. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ mở khóa và khám phá bên trong. Các bạn có thể nhìn thấy những cái icon đã được thay đổi, ví dụ như App Store, iTunes Store này, bản đồ cũng đã thay đổi. Bên này thì chúng ta có máy tính. Và ở đây thì chúng ta có thêm một cái ứng dụng mới có tên là Tệp. Hiện tại thì chưa có gì, chiếc máy của mình đang là một chiếc máy mới và hoàn toàn trống. Cái phần Tệp này thì mình sẽ để nói trong những cái video lần sau. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục với phần Control Center, cái phần thay đổi mà đáng chú ý nhất trong bản iOS 11 này. Apple đã làm được điều mà họ chưa từng làm từ ngày ra mắt iPhone đến giờ, đó chính là cho ra thêm cái phần bật tắt dữ liệu di động này vào phần Control Center ở đây. Và chắc hẳn là 100% người dùng iPhone đã đều hài lòng về cái phần thay đổi này ở trên iOS 11. Và ngoài ra thì chúng ta còn vô vàn những cái thay đổi ở phần Control Center này nữa. Các bạn có thể thấy là thay đổi về độ sáng chúng ta cũng được làm mới này, về âm thanh, phần nhạc này. Các giao diện icon trông rất lạ và đẹp mắt. Ok. Và ngoài ra thì chúng ta khi bấm mạnh vào Bullet Talk như thế này thì chúng sẽ được mở rộng thêm. Bật tắt dữ liệu 3G. Okay. Chúng ta đều có những phần mở rộng này. Và đặc biệt là đèn pin cũng được thay đổi, khi mà chúng có đến 4 nấc độ sáng ở đây, cũng rất là hay. Ok. Và ngoài ra thì chúng ta có thể mở rộng phần Control Center này ở trong cài đặt. Chúng ta có thể thêm rất nhiều thứ vào phần Control Center này ở dưới. Các bạn muốn thêm cái gì chỉ việc bấm cộng và thêm vào như thế này. Và có thêm một cái phần đáng lưu ý, đó chính là phần quay lại màn hình. Đây. Khi chúng ta bấm như thế này. Ok, và bây giờ là chúng ta đã bắt đầu quay lại màn hình. Chúng ta không phải cài đặt thêm ứng dụng, cũng không phải jailbreak máy. Cái này thì chắc hẳn là những reviewer như tôi thì rất là thích. Bây giờ tôi sẽ thử tắt đi nhé. Ok, chúng ta sẽ vào xem lại. Và ra video luôn. Tôi thật sự rất là bất ngờ khi mà Apple đã rất là tâm lý trong phiên bản iOS 11 này. Ok, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những thay đổi tiếp theo. Về App Store thì chúng ta cũng đã có một giao diện mới, trông rất là lạ mắt. Cái này thì tôi sẽ nói kỹ hơn trong những video lần sau. Tiếp theo là về phần tin nhắn. Chúng ta có một cái hỗ trợ vô cùng đặc biệt khi mà để chúng ta nhắn tin một tay. Đây tôi sẽ làm lại cho các bạn xem nhé. Các bạn bấm vào quả cầu này, cái phần mà chúng ta thay đổi ngôn ngữ, thì ở đằng dưới chúng ta có 3 lựa chọn. Bàn phím về bên phải, bên trái và ở giữa, để hỗ trợ trong khi mà chúng ta chỉ có một tay để nhắn tin như thế này. Bàn phím nó sẽ kéo sang bên trái bên phải một ít. Khá là hay. Rất đáng khen cho Apple trong phiên bản cập nhật lần này. Chúng ta sẽ còn có thêm thay đổi về phần thanh thông báo này nữa. Khi kéo xuống như thế này, các bạn có thể nhìn thấy là màn hình của chúng ta trông giống như màn hình khóa lúc đầu. Trông rất là hay, nhưng thực ra nó chỉ là thanh thông báo ở trên. Một thay đổi tiếp theo đó là khi chúng ta chụp ảnh màn hình. Ảnh màn hình của chúng ta sẽ được giữ lại ở phần góc dưới của iPhone như thế này. Và chúng ta phải tiến hành thiết lập lại cái bức ảnh, sau đó mới lưu. Chúng ta vẫn còn rất nhiều thay đổi ở phiên bản iOS mới này. Và để có thể đánh giá được kỹ lưỡng hơn thì tôi cần qua một thời gian trải nghiệm nữa. Và sau đó thì tôi sẽ làm video để đánh giá chi tiết cho các bạn sau. Trước mắt thì tôi thấy phiên bản iOS 11 này hoạt động khá là mượt trên chiếc iPhone 6S của tôi. Và tôi sẽ tiến hành cài đặt thêm vào chiếc iPhone 5S, là chiếc iPhone thấp nhất được hỗ trợ phiên bản iOS 11 này.
xem hiện tượng lag giật cũng như hao pin có xảy ra hay không. Và kết quả như thế nào thì tôi sẽ nói trong video lần sau. Còn trước mắt thì tôi khá là ưng với phiên bản iOS 11 này, và đặc biệt là với cái thanh Control Center. Một cái thanh Control Center được mở rộng rất là nhiều. Cái điều mà không phải chỉ mình tôi mà vô vàn người đã mong đợi từ rất lâu rồi. Và cuối cùng thì Apple đã làm được. Phiên bản iOS 11 mới chính thức được cập nhật cách đây chưa đầy một ngày. Chính vì thế nên các bạn không cần phải nóng vội mà nâng cấp lên phiên bản iOS 11 làm gì. Hãy để True Smart tiến hành dùng trải nghiệm và đánh giá. Còn sau đó thì quyền nâng cấp hay không là ở các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video lần sau. Đừng quên để lại comment và hãy nhớ bấm like và subscribe để ủng hộ cho True Smart Media nhé. Xin chào.